Mình chào quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Nay và tiếp tục ở chùa Trà Sóc, ấp Trà xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Và sẽ bật gốc mấy cây dừa, mời quý vị cùng theo dõi. Rất là xa luôn, gió mát luôn, lá cây sau bị vướng nhánh lại còn bay luôn. Tút bằng băng và ba tiếp tục cưa cây thứ ba. Cây nào cũng rất là dài luôn, hơn 20 mét luôn. Giờ xuống dưới qua mình sẽ cắt nhỏ ra.
Bây giờ lâu năm thì củ hủ dừa nó rất là nhỏ. Có ổ ong bên cây dầu bữa trước thì bây giờ nó đã qua bên cây mới rồi. Để coi thử rồi. Nó qua bên phía bên kia. Đậu thử cái ơi. Nó qua bên đó nó mới đậu bữa hay bữa nay đó. Thôi đừng động nó. Cái ổ ong qua bên hàng rào nhà kế bên à. Ong nó mặc nhiều quá. Chú Dũng leo lên cái cây dừa bên kia có ong. Để cột cái phần đầu đọt thì ở dưới phần này trống nên sẽ hạ bật gốc nguyên cây luôn. Trời ơi nó bay lại dũng quá trời rồi kìa. Nó bay qua dũng ơi dũng không nó bay qua kìa thì tụt xuống rồi tao chắc tao tao lại. Cây dừa này rất là nghiêng về hàng rào. Chú Dũng leo mà nhìn nó ong thôi. Mình phải kéo gạch dây và cột mối thắt luôn. Chút nữa sẽ đu cái dây này. Như vậy nó sức mạnh nó sẽ nặng mạnh hơn rất là nhiều. Cây này thì ba mình không cần cột dây. Có dừa khô nữa. Anh cưa cây tiếp theo. Phía trên thì có treo dây nữa. Có một treo dây bên phía bên cây dầu.
thì ba mình cắt còn chừa lại một miếng da dính lại á. Ba mình đang xả dây bên đó. Dưới nhánh dầu. Này dùng để xóc gượng đáy biển. Cái dầu mà cũng dinh luôn. Xá bực bực luôn. Bà nó đứt cái chân ra lại chọc đây. Chuẩn bị bung mạnh đó, chuẩn bị bung mạnh đó. Rồi bóng thấy chịu hai người mới chịu nổi. Khổ sợ nó nện xuống phần đan nè. Ngay cống. Xuống nhẹ nhàng, da vẫn còn bị dính nè. Cậu làm tâm chỉ găng nè. Thôi tao có nhiều số mà cây này rất là già rồi, hơn 100 năm. Đâm vô phần thân. Mình đưa cái gốc nó xuống cho cây nằm sát dưới đất kia, để mấy đứa nít thì nó liếng khỉ, nhiều khi nó lại nó ôm cây dừa, nó nằm trên cây dừa nguy hiểm lắm ạ. Lập tâm trí ăn. Cái lấy ốc nắng được luôn nè. Ồ cứng lắm đó à. Cứng à. Cứng à. Xé như cọng dừa luôn á. Xé riết bánh răng luôn. Đó, lấy về lấy về làm tập chi gan. Đó, nè, hốt gì nè thiệt á, nếu nè cứ đông đâu cả cần dạy, cục cục cơ nè. Đó. Về thế nó đang thua về cái mình nói vậy không? Tôi mới mua tâm chi gan này ở bên Singapore ha, đó về là đó nè. Gom hết kìa. Đâm. Về cái mình làm gì được cái tấm rồi đó. Ừ. Đó trẻ ra được chút. Quan là về mình ngâm nước. Ngâm nước là cái kia nó một cái chân à, là nó còn cái này. Yeah. Mà ngâm nước lâu lắm nha, tới 10 năm lận. Còn hả mình trẻ thì nó mau. Ngâm nước 10 năm. 10 năm rất nghĩ xài luôn đó nha. Đây luôn. Đó. Giờ chỉ cần chỉ việc là nắm kéo ra nè. Thôi vậy là được ngay à. Ngâm sang ngắm trước ngay. Chắc lắm á, cái này chắc lắm á. Dạ. Nhỏ con nặng quá. Để em về để xe làm tấm thớt luôn. Video đến đây là hết, hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.